Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Đồng thời trong 50 năm này, hắn phải ở lại nơi này, nửa bước cũng không được rời khỏi đây. Vân Triệt, Khuynh Nguyệt, cảm ơn nàng. Chàng lên cảm ơn thần Hy tiền bối, 50 năm mặc dù là rất dài, nhưng chàng nhất định phải an tâm ở lại nơi này. Khuynh Nguyệt đã làm phiền thần Hy tiền bối nhiều rồi, cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi. Hửm, nếu như ta đã giữ hắn lại, ngươi cũng phải ở lại đây, ở bên cạnh hắn. Khuynh Nguyệt cũng muốn ở lại, nhưng có một vài chuyện cần phải đích thân đi đối diện. Khuynh Nguyệt, nàng muốn đi đâu vậy? Bọn họ, một người là nghĩa phụ có ơn trọng như núi với ta, một người là mẹ ruột tuổi thọ vô tận của ta. Cho dù có như thế nào, ta cũng phải quay về để chuộc tội với bọn họ. Không được, chuyện này ta đã nói qua rồi, ta sẽ cùng với nàng gánh vác. Vân Triệt, ta đã vất vả đưa chàng đến đây, không phải vì muốn nhìn thấy chàng cố chấp mà mất mạng. Có lẽ chàng biết được sự đáng sợ của Thiên Diệp Ảnh Nhi đúng không? Không chỉ là 50 năm, chỉ cần trước khi phe cánh của chàng chưa đủ, đều không được rời khỏi Long Thần giới này. Khuynh Nguyệt, chúng ta là vợ chồng, nếu như không thể cùng với nàng đối diện, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Vậy thì được rồi, vợ chồng chúng ta bắt đầu từ hôm nay, sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, thẹn thùng nhìn em quay bước đi mãi anh đứng chết lặng trong mưa. Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt, nàng. Thần Hy tiền bối, Vân Triệt phải làm phiền ngài chăm sóc rồi. Năm sau, nếu như Khuynh Nguyệt vẫn còn sống, nhất định sẽ báo đáp đại ân của ngài. Nếu như Khuynh Nguyệt không còn ở đây, thì kiếp sau sẽ đến báo đáp. Hai, về tình về tính lại quật cường như vậy, nữ tử này thật đúng là hiếm gặp. Hy vọng ông trời sẽ phù hộ cho cô ta. Cấm địa luân hồi. Lâm Nhi. Đem hắn vào đây đi. Vâng. Xem ra phản hồn cầu tử ấn mà hắn trúng phải, đồng thời là hồn, máu, gân cực kỳ ác độc. Chu nhân. Đây là. Hả, một cô bé. Đại tỷ tỷ, tỷ là ai vậy? Tại sao người ta cảm giác được hơi thở của tỷ thì không nhịn được mà bản thân muốn ra ngoài rồi? Uyển Hồ, ngươi vẫn còn sống sao? Uyển Hồ, đó là cái gì vậy? Có phải là rất ngon hay không? Uyển Hồ, ngươi thật sự không nhớ ta nữa sao? Ta là Thần Hy. Đại tỷ tỷ, tên của tỷ thật là kỳ lạ. Ủa, chủ nhân bị làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi gọi hắn là chủ nhân sao? Đúng vậy, chủ nhân rất tốt với người ta, thường xuyên cho người ta các loại đồ ăn ngon. Uyển Hồ, trên đời này, sao lại có người xứng làm chủ nhân của ngươi được chứ? Linh thể, Uyển Hồ, ngươi vậy mà thật sự là kiếm linh của nam tử loài người này ư? Chỉ có chủ nhân mới có thể đụng vào người ta thôi. Uyển Hồ, ngươi rõ ràng là chúng ma độc của Lê Bà Đại Nhân đều không thể tịnh hóa, tại sao lại vẫn còn sống? Lẽ nào là Thiên Độc Châu ư? Đại tỷ, tỷ thật lợi hại, người ta chính là ở bên trong Thiên Độc Châu, bên trong đó rất là rộng lớn. Ngủ cũng thấy thoải mái, hơn nữa còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Thì ra là như vậy, có thể được Thiên Độc Châu nhận chủ, xem ra có lẽ hắn là một người rất đặc biệt rồi. Uyển, Hồng Nhi, có thể nói chuyện của chủ nhân ngươi cho ta nghe được không? Được thôi, được thôi. Lối vào của trụ thiên thần cảnh.
các vị gánh vác hy vọng của Đông Vực cũng là một đời đem vết nứt đỏ tươi ứng kiếp mà sinh ra. Cho nên các người có lẽ cũng đã hiểu rõ. Đi vào trụ thiên thần cảnh không chỉ là cơ duyên thăng cấp cho bản thân, còn là gánh vác trách nhiệm rất lớn. Thần đế xin hãy yên tâm, bảo vệ Đông Thần Vực là trách nhiệm của thế hệ ta, quyết không tiếc nuối. Tốt lắm. Trụ thiên thần cảnh đã mở ra rồi, một khi đi vào chính là 3.000 năm, cũng chính là 3 năm của trần thế. Hy vọng 3 năm sau, toàn bộ các người đều có thể trở thành sức mạnh to lớn của Đông Thần Vực. Thần đế xin hãy chờ một chút, Vân Triệt huynh đệ hắn vẫn còn chưa tới. Vân Triệt ca ca. Hai, các ngươi giờ thìn vốn dĩ là phải đi vào trụ thiên thần cảnh, mà lúc này đã là giờ dậu rồi. Không thể đợi thêm một chút nữa được sao? Bây giờ đã là thời gian cuối cùng rồi. Bỏ qua rồi thì chính là 3 năm. Được rồi, hãy thu lại tạp niệm của các ngươi, đi vào trụ thiên thần cảnh đi. Hai, vết nứt đỏ tươi càng lúc càng nghiêm trọng rồi, nhưng mà lúc này chỉ thiếu thiên đạo chi tử Vân Triệt. Lẽ nào đây là ý trời sao? Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.